Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã trở lại với kênh YouTube của Clipa Channel. Có thể nói rằng trong phân khúc dưới 20 triệu đồng ở hiện tại ấy, thì chúng ta đang có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Máy mới có này, máy cũ có này, máy chính hãng có này, máy sách tay này, máy quốc tế có này, máy sách tay, máy lóc cũng có này. Và gần đây mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn là trong cái tầm giá vào khoảng là 17 cho đến 20 triệu đồng thì chúng ta có nên mua chiếc iPhone 11 Pro Max này hay không? Thì trong video này thì chúng ta cùng nhau phân tích và làm rõ xem là những cái thứ mà chúng ta nhận lại được và những cái thứ mà chúng ta phải đánh đổi khi mà lựa chọn chiếc iPhone 11 Pro Max phiên bản lock nhé. Thứ nhất ý, thì cái thứ mà chúng ta mất đầu tiên đó chính là mất tiền. Tại vì là cái gì cũng thế, mua là phải mất tiền. Với chiếc iPhone 11 Pro Max phiên bản lock tại Clipa ấy thì sẽ được bán ra với mức giá rất rẻ trên so với thị trường. Đó chính là 17.790.000 đồng là phiên bản thấp nhất. Đấy. Thì nếu như so với thị trường ấy thì ở Clipa đã giảm lên tới là 200.000 thậm chí là 500.000 đồng rồi. Thì các bạn nếu như quan tâm đến những chiếc điện thoại iPhone với mức giá rẻ nhất và chính sách bảo hành tốt nhất ấy thì tham khảo tại Clipa. Và ngoài ra nhé, chúng ta sẽ có đó chính là bảo hành 12 tháng, máy này là máy mới tít thôi. Đấy. Thì gần như là pin của nó là 100%, nên mình sẽ check cho bạn xem này. Pin này, tình trạng pin này, 100% luôn. Đấy. Thì lợi ích của việc là mua máy mà mới active này thì hình thức bên ngoài rất đẹp này và pin của nó rất là ngon. Vậy thì cái điểm mà chúng ta mất nữa là gì? Đó chính là cái SIM. Đây là điều đương nhiên rồi, máy lock nặng thế. Thì chúng ta sẽ không thể lắp SIM một cách bình thường, tức là các bạn sẽ phải sử dụng thêm một cái chiếc lá SIM ghép nó mỏng dính ấy để lừa chiếc iPhone này là đây, tao đang sử dụng cái SIM đúng của nhà mạng mày, mày cho tao cắm vào đi. Đấy. Thì đơn giản là như vậy. Còn tất cả những trải nghiệm khác nó hoàn toàn tương đồng so với chiếc iPhone 11 Pro Max phiên bản chính hãng hay là phiên bản sách tay, phiên bản quốc tế ấy. Nhiều bạn có bảo là ui máy lock thì sẽ bị tình trạng chụp âm thanh, nó sẽ bị có âm thanh. Nhưng mà các bạn cần lưu ý lại là máy quốc tế cũng bị tình trạng âm thanh. Nếu như các bạn mua máy quốc tế thị trường thị trường Hàn và thị trường Nhật Bản ấy, đây là hai thị trường mà họ đề cao cái tính cá nhân và quyền riêng tư ấy, tức là họ hạn chế cái tình trạng chụp ảnh trộm ấy, thì là lúc nào chụp cũng sẽ có âm thanh. Nên là chúng ta mua máy lock thị trường đó thì bị âm thanh là điều đương nhiên. Và chúng ta có cách khắc phục, đó chính là các bạn mở cái chế độ chụp live photo lên, thì là lúc đấy chụp thì nó sẽ không lưu lại âm thanh, khiến cho mọi người biết là mình đang chụp đó. Và tiếp theo về phần thiết kế thì các bạn có thể thấy rằng là phiên bản lock và phiên bản quốc tế hoàn toàn là giống nhau nhé. Mình khẳng định lại là không có một điểm gì để các bạn có thể nhận ra từ vẻ bề ngoài để có thể biết được đây là phiên bản lock hay phiên bản quốc tế. Chúng ta vẫn sẽ có thiết kế vô cùng sang trọng với mặt lưng kính nhám và khung thép rất là chắc chắn. Và chúng ta sẽ có đồ hoàn thiện thì hoàn toàn tương đồng. Thậm chí là nhiều người còn cho rằng là phiên bản kiểu nước ngoài ấy, Nhật này, hay là ở Mỹ ấy, thì họ có một tiêu chuẩn cao hơn. Nhưng mà mình thấy rằng là nó hoàn toàn là tương đồng so với thị trường Việt Nam. Tiếp theo đó chính là về phần camera. Chúng ta không có một sự khác biệt nào so với máy chính hãng tại trường Việt Nam hay là máy quốc tế bất cứ nước nào. Chúng ta vẫn sẽ có 3 ống kính và chất lượng thì khỏi phải bàn luôn. 3 ống kính này giúp cho chúng ta có chất lượng ảnh chụp rất tốt. Và mặc cho những cái chiếc điện thoại đến từ thế giới Android cứ ra mắt hàng ngày, nhưng mà chất lượng ảnh chụp đến từ chiếc iPhone 11 Pro Max vẫn làm cho người dùng ta có thể hài lòng lên tới là 2-3 năm nữa. Rất ok các bạn nhé. Tiếp theo nữa về phần trải nghiệm hiệu năng thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất trong tầm giá 17 triệu đồng. Chúng ta sẽ có chip Apple A13 Bionic cùng với bộ nhớ RAM là 4GB giúp cho chúng ta có thể cào bằng san phẳng tất cả tựa game dù nặng nhất trên App Store một cách mượt mà nhất có thể. Và mình có thể khẳng định rằng là trong tầm giá này không một chiếc điện thoại nào có được một cái độ mượt mà ổn định như chiếc iPhone 11 Pro Max. Tiếp theo nữa về phần pin thì chúng ta cũng sẽ có cái sự tương đồng, và nói cách khác nó không khác gì so với máy chính hãng. Chúng ta vẫn có dung lượng pin rất lớn và kết hợp với cái nền tảng iOS 13 mới nhất, nó đã tối ưu tốt giữa hiệu năng, nhiệt năng và thời lượng pin, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng thoải mái chiếc điện thoại này vào khoảng 1.5 ngày các bạn nhé. Rất ok.
Và nhiều bạn có đặt ra câu hỏi là cái sim ghép nó ảnh hưởng nhiều đến cái thời lượng pin hay không? Thì câu trả lời của mình là không. Tại vì là cái lá sim đấy nó chỉ đơn giản là nó lừa cái chiếc iPhone này là sử dụng chiếc sim của nhà mạng thôi, chứ còn nó cũng chẳng là tham gia vào cái quá trình gì nữa, nó quá nhiều. Và pin của nó không ảnh hưởng đâu các bạn ạ, hoàn toàn là tương đồng so với máy chính hãng đấy nhá. Tập trung lại thì có thể thấy rằng là mọi thứ chúng ta đều phải đánh đổi hết. Với mức giá rẻ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận đó chính là máy của chúng ta sẽ là máy lock và sẽ phải sử dụng thêm một cái sim ghép. Còn đổi lại thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những lợi thế, đặc biệt về phần camera, về thiết kế bên ngoài rất là hào nhoáng, người ta không thể phát hiện được. Chúng ta sẽ có hiệu năng mạnh mẽ, vân vân và mây mây, khiến cho chiếc điện thoại này trở nên rất đáng mua trong khung giá vào khoảng 17 triệu đồng. Vậy thì các bạn đánh giá sao về chiếc điện thoại này? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.